Xin chào cả nhà, sáng nay là ngày 19 tháng 9 năm 2024 nha cả nhà. Sáng nay chợ é cả nhà, đồ còn rất là nhiều luôn bên dãy ô nha cả nhà. Thì sáng nay cả nhà mà muốn đi lấy đồ giá mà sổ thì đi lúc 7 giờ nha cả nhà. Đây là mình đi lúc 7 rưỡi, hàng còn quá trời luôn. Dưa leo đẹp 7.000 một ký. Củ qua đẹp 8.000 một ký, đậu bắp đẹp 10.000 một ký, đậu rồng 45.000 một ký, dưa leo đẹp 7.000 một ký, bầu đẹp 6.000 một ký, mướp hương xanh 7.000 một ký, mướp hương trắng 5.000 một ký, mướp khía 5.000 một ký, cà pháo trắng nhỏ 3.000 một ký, cà chua đẹp nhất là 25.000 một ký. Đây là dãy ô nha cả nhà. Cả nhà muốn buổi sáng mình đi sớm 7 giờ thì mình ra dãy cô nha cả nhà. Thì cô này người ta sổ rất là rẻ luôn. Chanh dây 100.000 năm ký, ớt vườn 45.000 một ký, bí xanh 45.000 10 ký, su su 6.000 một ký. Hành lột 10.000 một ký. Sáng nay hành ngọt rau rất là nhiều luôn cả nhà. Còn é rất là nhiều, sáng nay chợ é nha cả nhà. Bắp khía 5.000 một ký. Bắp hương đẹp 6.000 một ký. Bắp Mỹ 6.000 một trái. Bí hồ lô 9.000 một ký, bí bắc 8.000 một ký. Ngò miền Tây 10.000 một ký. Hành ngò rất là nhiều luôn cả nhà. Đây là dọc dãy ô và dãy hàng rau nha cả nhà. Rau quế 8.000 một ký, gai ngò 10.000 một ký, rau răm 10.000, giáp cá 10.000, tí tô 15.000. Mình thấy giá 10.000 rất là nhiều cả nhà. Giá sổ 20k, rau má nhỏ 10.000 một ký. Giá sỉ nha cả nhà. Rau má nhỏ 10.000 một ký. Dạ dạ. Ngò lạc giá sổ 10.000 2 ký. Đây là người ta bỏ nha cả nhà. Còn cái ngò đẹp thì người ta sổ 10.000 2 ký. Cải thìa 13.000 một ký. Đây là giá sổ nha cả nhà. Trước mình là rau muống nước cả nhà, 10.000 một bó. Rau thơm rồi tất cả là 10.000 một ký nha. Đây là giá sổ nha cả nhà. Salad 10.000 một ký. Ngò Đà Lạt 10.000 2 ký. Ngò miền Tây 10.000 một ký. Chị luôn chị cứ yên tâm.
Chanh có hạt 120.000 10 kg, không hạt 60.000 10 kg, ớt vườn 45.000 1 kg. Cần cua 15.000 1 kg. Đây là dãy rau nè cả nhà, 10.000. Gai ngò 10.000. Đa số 10.000 1 kg không cả nhà. Bây giờ là 7:30 rồi cả nhà. Nay chợ còn hàng rất là nhiều luôn cả nhà. Bạc hà 20.000 một bó 5 kg. Hành hương 15.000 một bó. Hành hương gốc sạch đó cả nhà, 15.000 một bó. Hành rất là rẻ luôn cả nhà, 10.000. Giờ ế cả nhà, không có người đi luôn cả nhà. Cà chua 90.000 5 kg. Xà lách 10.000 1 kg, xà lách tròn 10.000 1 kg. Ngò miền Tây 10.000 1 kg. Củ quế rau thơm mình có 10.000 1 kg cả nhà. Măng đen 7.000 1 kg. Cải thảo 17.000 1 kg, cải thảo đẹp là 22.000 1 kg. Tắc 50.000 10 kg, tắc bự là 70.000 10 kg. Ớt vườn 45.000 1 kg, ớt sừng 25.000 1 kg. Dưa thái 70.000 10 kg. Cải thảo 20.000 1 kg. Bắp sú 12.000 1 kg. Khoai mỡ 100.000 10 kg. Cà rốt 80.000 10 kg. Khoai tây 60.000 5 kg. Su su 80.000 10 kg. Nước tương xanh 70.000 10 kg. Đậu bắp 10.000 1 kg. Củ cải trắng đất nông loại to nhất là 6.000 1 kg cả nhà. Loại trung bình là 4.000, nhỏ nhất sẽ là 2.500 1 kg nha cả nhà. Cải dưa chưa chặt 15.000 1 kg. Bí hồ lô 100.000 10 kg. Cải dương 14.000 1 kg chưa chặt nha cả nhà. Chặt rồi sẽ lò đẹp 18.000 1 kg. Củ sắn to 13.000 1 kg. Chôm chôm thái 28.000 1 kg. Nhãn xuồng 35.000 1 kg. Bưởi 25.000 1 kg. Mình xỉ 10 kg thì họ sẽ bớt xuống 5.000 nha cả nhà. Ổ nữ hoàng 130.000 10 kg. Nhãn bắp cải 45.000 1 kg. Trái nó nhỏ như vừa nha cả nhà.
Thì video mình ở đây kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà trong video tiếp theo. Cả nhà muốn cập nhật cái gì thì bình luận mình bên dưới nha. Chào tạm biệt cả nhà.